thánh lễ mừng kính tước hiệu Đức Mẹ Hà Nội và làm phép nhà mục vụ thánh ven giáo sứ cửa Bắc. Thứ sáu ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021, Đức Tổng Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã long trọng cử hành thánh lễ mừng kính tước hiệu Đức Mẹ Hà Nội là đứng bảo trợ thành phố Hà Nội tại nhà thờ cửa Bắc. Thành phố của mẹ, nhà của mẹ. Ngày này cách đây tròn 62 năm, năm 1959, năm 2021. Đức Cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê đã dâng thành phố Hà Nội trong bàn tay hiền mẫu Maria, đồng thời đặt thánh đường cửa Bắc trở thành nhà thờ của mẹ với tước hiệu tôn quý Đức Mẹ Hà Nội. Hiệp thông cùng Đức Tổng Giám mục Giuse có sự hiện diện của cho Tổng Đại diện An Tôn, cha Quản Hạt Chính Tòa, đông đảo quý cha đang làm mục vụ tại các giáo sứ trên địa bàn thủ đô Hà Nội, quý cha Đại Trùng Viện và quý cha Khách. Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hà Nội năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát với diễn biến phức tạp, nên cha sứ An Phong Sô so Phạm Hùng và Ban Mục vụ Giáo xứ đã chuẩn bị sẵn mọi phương án y tế để đảm bảo sự an toàn cho những người phục vụ và số ít giáo dân được tham dự trực tiếp. Thánh lễ được Ban Truyền thông Tổng Giáo phận Hà Nội phát trực tuyến để Cộng đoàn tín hữu cùng hiệp thông. Đúng 19 giờ, đoàn đồng tế tiến ra trong tiếng ca nhập lễ tung hô Đức Mẹ của các đoàn tổng hợp giáo sứ. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng giáo mục Du Xe đã nhắc nhớ lại lịch sử tức hiệu Đức Mẹ Hà Nội và mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho Tổng giáo Phận cũng như thành phố Hà Nội giữa thời kỳ đầy khó khăn hiện nay. Mẹ Maria, người nữ đầy ơn phúc và lòng tin. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng giáo mục Du Xe cùng với cộng đoàn chiêm ngắm về những ân sủng dồi dào mà Đức Maria đã mở lòng nhận lãnh, cho nên mẹ được chính sứ thần Thiên Chúa gọi với danh xưng đấng đầy tràn ơn phúc. Mẹ đầy ơn phúc vì mẹ đã tin vào Thiên Chúa, đấng cao cả mà vô hình với một lòng tin son sắt. Đức Tổng Giáo Mục khẳng định, những ai không nhìn thấy Thiên Chúa nhưng có lòng tin vững vàng nơi Ngài, tín thác và lòng thương xót vô biên của Ngài, đó là những người có phúc. Mẹ đầy ơn phúc vì mẹ hoàn toàn phó thác nơi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Nương mình xin vâng theo kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa trao cho mẹ. Nhưng quan trọng hơn nữa, qua mẹ, để mẹ đã dẫn đoàn con cái đến cùng Chúa Giêsu, đó chính là định nghĩa về lòng tin của Đức Mẹ. Tin theo mẫu gương mẹ là chấp nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mỗi chúng ta. Và Đức tin ấy phải thật sống động, phải được thể hiện qua hành động bằng chuyên tâm thực thi những gì Chúa dạy. Kết thúc bài chia sẻ, Đức Tổng Giám mục Du Xe một lần nữa nhắc lại hình ảnh về cha Đức Lộ, về những nhà thừa sai đầu tiên đặt chân đến đất Thăng Long vào thế kỷ 17. Các ngài đã đem đến cho mảnh đất kẻ chợ một món quà lớn lao, đó là Đức Tin và các ngài luôn có Đức Mẹ đồng hành. Hình ảnh Đức Mẹ trên đường tham viếng bà Elizabeth vừa là mẫu gương cho các nhà truyền giáo, vừa là mẫu gương cho những người thực thi bác ái. Đức Tổng Giám mục Du Xe cũng mời gọi Cộng đoàn đến với Nhà thờ Cửa Bắc. Kính thưa Cộng đoàn, chúng ta tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria là Đức Mẹ Hà Nội. Ngôi nhà thờ này đã được các đấng bề trên đặt là với tước hiệu là Nhà thờ Đức Mẹ Hà Nội. Chúng ta hãy đến đây với tâm tình yêu mến, hiếu thảo để dâng lên Đức Mẹ những lời cầu nguyện xin Đức Mẹ gìn giữ, che chở chúng ta. Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn ngỏ lời tri ân Đức Tổng Giáo mục Du Xe, quý cha cùng cộng đoàn dân chúa hiện diện, cũng như đang hiệp thông qua thánh lễ trực tuyến, đã tham dự và cầu nguyện cho giáo xứ nhân ngày mừng lễ tức hiệu nhà thờ. Làm phép nhà mục vụ giáo xứ Sau thánh lễ, Đức Tổng Giáo mục Du Xe cùng đoàn đồng tế đã tiến ra làm phép ngôi nhà mục vụ mới của giáo xứ cửa Bắc. Sau khi đọc lời nguyện và rảy nước thánh cho ngôi nhà mới, đức tổng giáo mục du xe đã chúc mừng cha xứ và giáo xứ có được một công trình thật khang trang góp phần vào việc giáo dục đức tin, gặp gỡ và sinh hoạt các hội đoàn. được biết nhà mục vụ giáo xứ cửa bắc lấy tức hiệu thánh ven để tưởng nhớ cha thánh chịu tử đạo gần nhà thờ giáo xứ. ngôi nhà mục vụ bốn tầng nằm gọn gàng phía sau thánh đường. đây là thành quả sau gần hai năm nỗ lực của cha xứ, toàn thể giáo dân và lòng quảng đại của quý ân nhân xa gần nay đã hoàn thành để đưa vào sử dụng. Tính năng sử dụng của nhà mục vụ Thánh Ven với 7 phòng học giáo lý cho các em thiếu nhi và các lớp hôn nhân. Một phòng hội trường lớn dùng cho các sinh hoạt chung của giáo sứ và các hội đoàn. Đặc biệt, có một ngôi nhà nguyện nhỏ ấm cúng nằm ngay dưới tầng 1 để giáo dân và khách hành hương có thể lui tới thuận tiện cầu nguyện.